Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoàng Hạnh xuất sắc giành huy chương thứ 3, Việt Nam đứng top 5 bảng xếp hạng tại Miss Earth 2019. Trải qua đêm thi tranh huy chương cuối cùng, Hoàng Hạnh giành thêm huy chương đồng giải thưởng Người đẹp thân thiện, giải bạc thuộc về đại diện Serbia, giải vàng thuộc về đại diện Paraguay. Đây là sự lựa chọn của ban tổ chức sau hành trình gần một tháng thi cử, sinh hoạt chung tại Philippines. Điều đó có thể thấy dù không quá giỏi tiếng Anh, nhưng sự thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ các thí sinh khác của Hoàng Hạnh đã được nhìn nhận và đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Đêm thi tài năng của nhóm nước vừa diễn ra, Hoàng Hạnh chọn thể hiện ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Với bộ trang phục áo dài in bản đồ đất nước Việt Nam gây sự chú ý. Rất nhiều khán giả đã ủng hộ Hoàng Hạnh thể hiện võ thuật sở trường của mình, nhưng người đẹp mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nhiều hơn nên đã chọn ca hát. Tuy nhiên, mỹ nhân Nghệ An không may mắn lọt top 3 tài năng mà giành thêm huy chương đồng hạng mục Người đẹp thân thiện. Với huy chương thứ 3 sau giải vàng trang phục đi biển, giải đồng quốc phục, Hoàng Hạnh của Việt Nam đang xếp vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc. Đứng thứ nhất là Ghana với 3 huy chương vàng, Tây Ban Nha thứ 2 với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, Chile 2 huy chương vàng, Mông Cổ 2 huy chương vàng, Venezuela xếp thứ 4 với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Sau khi hoàn thành xong đêm thi tài năng, Hoàng Hạnh cùng các thí sinh sẽ di chuyển về thành phố Manila để tham gia các hoạt động tiếp theo. Tập luyện bán kết và chung kết Miss Earth. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 26 tháng 10 theo giờ Philippines và khoảng 15 giờ theo giờ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.